Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến kiểm tra thực tế công tác ứng phó với mưa ngập tại một số điểm trên địa bàn huyện Hòa Vang. Đến kiểm tra sông Túy Loan tại khu vực cầu Giăng và cầu Cống 1, Bí thư Thành ủy yêu cầu các ngành đơn vị liên quan cùng với địa phương tập trung phát quang, thu gom rác thải, khơi thông dòng chảy, xử lý các vật cản hai bên bờ để ứng phó trước mắt với mưa lũ. Về lâu dài cần có kế hoạch nạo vét lòng sông hàng năm, nâng độ cao các cầu qua sông để đảm bảo giao thông mùa mưa lũ. Tại khu dân cư đoạn qua điểm trường Lâm Quang Thự, xã Hòa Phong, Bí thư Thành ủy đề nghị địa phương bên cạnh các giải pháp trước mắt để chống mưa ngập, các ngành địa phương về lâu dài cần nghiên cứu phương án đầu tư đê kè làm giải pháp căn cơ cho tình trạng ngập cục bộ tại đây. Thị sát tại một số khu vực chịu sạt lở của đường vành đai phía Tây 2, Bí thư Thành ủy đề nghị huyện Hòa Vang phối hợp cùng với các ngành đơn vị nghiên cứu phương án chống sạt lở đất đá từ công trình xuống nhà dân, khu vực lân cận. Đồng thời đề nghị các lực lượng thường xuyên ứng trực, sẵn sàng chủ động các phương án để ứng phó kịp thời với tình hình mưa lớn kéo dài như hiện nay.